Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn và anh chị em trên toàn quốc. Hôm nay thì em xin giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn và anh chị em trên toàn quốc là một trong những cái model equalizer cực kỳ hot vừa mới về Trinh Trang HD. Quý vị các bạn thân mến, trước mặt nhiều quý vị đang theo dõi là một chiếc equalizer hàng bãi được sản xuất tại Japan, tức là Nhật Bản anh chị em nhé. Hàng hóa Mueller với model là SG530. Hàng về là còn nguyên thùng xốp anh chị em nhé, còn nguyên thùng xốp luôn, nguyên thùng xốp, chạy dòng điện 120V, cân nặng là 3,5 kg này. Đấy, toàn bộ nguyên thùng xốp anh chị em này, rất đẹp. Và bây giờ em sẽ cắt cái chiếc equalizer ra giới thiệu mới ở cùng toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc và xem bên trong như nào. Đây, em sẽ cắt lại. Nguyên thùng xốp anh chị em nhé. Dòng equalizer nguyên thùng xốp này là cũng là một trong những dòng equalizer rất chi là hiếm và đặc biệt là Mueller. Đây, đây là toàn bộ bên trong, toàn bộ bên trong, toàn bộ bên trong. Rồi rút ra. Xem có đúng là xốp của nó không. Anh chị em để ý so sánh này. Đây, cô đen là 530. Ở đây là xốp của cái que này. Chắc vậy mặt xốp vậy ra. Vâng, ở đây, trong này đúng là Mueller 530. Và bây giờ kiểm tra xác minh một lần nữa xem cái số seri của thùng xốp và số seri của quai có đúng hay không. Bao giờ anh chị em để ý này, bao giờ nếu như mà cùng seri của equalizer và thùng xốp thì giữa thùng và bên trong quai nó sẽ có mã số giống nhau. Đây mã số này, em đọc vào 4 số cuối này, 4663 này. Đây, anh chị em xoay đây, 4663M, chuẩn luôn anh chị em nhé. Một chiếc equalizer hàng nguyên thùng xốp, cùng series, rất chi là đẹp. Đây anh chị em để ý đây, Mueller SG530, chạy dòng điện 120V với công suất 10W, rất chi là đẹp. Rất chi là đẹp nha, toàn bộ rất là đẹp. Đấy, rồi ok. Và bây giờ em sẽ tiếp tục đến những chiếc que tiếp theo. Đây là chiếc gì đây? Rất nhiều model VIP đẹp luôn. Đây là chiếc equalizer này, C80 anh chị em nhé. Nhìn này C80. C80. Đây anh chị em để ý này, Victor C80. Quá là đẹp luôn. Bây giờ sẽ tiếp tục đến chiếc quay tiếp theo. Xong này là chiếc gì đây? Xong này theo đúng cái đơn hàng mà em báo thì nó sẽ là Mueller 9500, SG9500, đúng luôn. SG9500. Bây giờ em sẽ bóc qua cái mặt này ra để giới thiệu anh em xem là cái chiếc equalizer của hãng Mueller SG9500 nó đẹp thế nào. Xé ra. Xé ra.
tay vừa quay một tay vừa làm nên ra là nó hơi lâu một chút, nhưng mà nó bảo đảm cái sự an toàn và cái video rất chi là trung thực, không có một sự gọi là nghệ thuật, đây là một sự gì gọi là mang tính gọi là quảng cáo hàng hay là gì. Đây em sẽ cắt đây ra. Vâng, và đây là toàn bộ equalizer và ống Bühler với model là 9500 RG 9500, hàng bãi của Nhật Bản sản xuất. Hàng bãi mà về thì còn như này thì anh chị em biết rồi, rất chi là đẹp. Đây em sẽ bóc này ra. Rồi, anh chị em theo dõi. Đây là chiếc toàn bộ mặt chiếc equalizer của hãng Bühler với model RG 9500. Quý vị các bạn thân mến, nếu nói về những cái dòng Bühler thì đây là một trong những cái model mà có một cái kiểu dáng đẹp nhất và dễ chỉnh nhất, và với một cái chất âm thì cũng là rất chi là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Hàng bãi về đang có mặt tại Trinh Trang ở đây với một cái tình trạng đẹp tới 96-98% anh chị em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Rất nhiều model equalizer đều nổi tiếng trên tất cả các nước trên thế giới, đó là Mỹ và Nhật và Hàn, đang có mặt tại Trinh Trang ở đây. Rất nhiều các model kiểu dáng cực kỳ đẹp, đây anh chị em để ý, cực kỳ đẹp luôn, rất chi là tuyệt vời. Và quý vị các bạn cùng anh chị em trên toàn quốc có nhu cầu sở hữu một trong những chiếc equalizer hàng bãi của Nhật Bản đang có mặt tại Trinh Trang RD thì quý vị các bạn liên hệ trực tiếp với em, Trinh Trang RD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giang, Hải Dương, điện thoại 0967 697 999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu, bảo đảm toàn bộ là hàng còn cực kỳ đẹp và rất chi là mới, xin bảo đảm cho anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn thử quý vị các bạn, mời chị em vào các video gần đây nhé.